Annyeonghaseyo. Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Mai Hồng, hiện đang học đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Quang Ngũ theo học chuyên ngành Thương mại quốc tế. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về trường Đại học Quang Ngũ nhé. Nếu như các bạn ở Việt Nam ấy lần đầu tiên nghe đến trường Đại học Quang Ngũ thì có thể là hơi lạ. Nhưng mà khi mà các bạn đến Hàn Quốc ấy, khi mọi người hỏi là các bạn đang học ở trường đại học nào, các bạn nói rằng là mình đang theo học của trường Đại học Quang Ngũ ấy, thì mọi người sẽ oh master, kiểu như là cái trường này rất là ngầu, rất là gì là này nói. Thì trường đại học của Quang Ngũ có rất là nhiều chuyên ngành, gồm chuyên ngành thương mại quốc tế, thương mại kinh doanh, chuyên ngành IT. Chuyên ngành IT của trường mình rất là nổi tiếng về đào tạo sinh viên rất là tốt, cùng với các máy móc, máy vi tính ấy rất là kiểu như đầu tư ấy. Rồi có chuyên ngành cũng có muốn như là chuyên ngành tiếng Hàn, rất là nhiều ngành các bạn có thể chọn lựa. Và ngoài ra còn có hồi sinh viên Việt Nam, có số lượng người Việt Nam rất là đông ấy. Hồi sinh viên của trường Việt Nam của trường mình rất là mạnh ấy, và có thể giúp đỡ các bạn rất là nhiều. Thì mình xin nói thêm về trường mình là có một cái thư viện ấy. Thư viện của trường mình gọi là thư viện rất là lớn, nổi tiếng ở Seoul. Thư viện đầy đủ tất cả các loại sách, từ đầy đủ các loại sách về các trường, đầy đủ các sách về tất cả các chuyên ngành như là chuyên ngành kinh doanh, IT, văn học nước ngoài hay là văn học Hàn Quốc, tất cả loại sách tật ở trong thư viện đều có hết. Ngoài ra thì còn có cả hệ thống máy tính rất là hiện đại của Samsung, và còn có cả những chỗ các bạn có thể ngồi học một mình ấy. Và để vào được thư viện của trường ấy thì cần phải có một cái thẻ gọi là thẻ học sinh. Muốn vào được trường thì cần phải thẻ học sinh, check vào cửa thì cửa mới mở ra cho các bạn để có thể vào được trong trường. Cái thư viện của trường này rất là đầu tư. Khi mà các bạn học vừa các môn học cần phải nghỉ ngơi thì các bạn có thể vào thư viện, có những cái dài để các bạn có thể nghỉ trưa hoặc là nghỉ một chút để lên giờ của môn tiếp theo. Thì đấy là tất cả sơ qua mình nói về trường của mình. Thì nếu như mà trường của mình thì rất vui nếu như được đón chào tất cả các bạn học sinh Việt Nam. Nếu như các bạn mà theo nhập học của trường mình ấy thì là trường sẽ hứa đầu tư và đào tạo cho các bạn thật là tốt, và hồi sinh viên Việt Nam sẽ hứa được đỡ tất cả cho tất cả các bạn về mọi mặt ấy. Ví dụ việc làm hay là có điều gì về học tập không hiểu ấy thì là hồi sinh viên chúng mình sẽ giúp đỡ các bạn. Rất mong các bạn có thể chọn trường mình để nhập học. Chào tạm biệt.